vị đang đến với bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Tôi là Đào Duy của nóng 24 giờ và Lan Nhi sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị xuyên suốt bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là những thông tin chính sẽ phát sóng trong bản tin hôm nay. Công an vào cuộc điều tra vụ sập mái hội trường Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đến hẹn lại lên, cảnh tượng giật cô hồn không giống ai khiến nhiều người ngán ngẩm. Tránh nắng, hai công nhân bị tường đổ đè thiệt mạng. Giải pháp ngăn ngừa và khắc phục tình trạng ngập úng sâu bệnh cho vườn cây ăn trái trong mùa mưa. Ngoài ra, bản tin ngày hôm nay còn có những thông tin đáng quan tâm khác sẽ được gửi đến quý vị. Điển hình trong chuyên mục Chuyện Cảnh Giác phát sóng cuối chương trình sẽ là câu chuyện khiến nhiều phụ huynh phải giật mình. Vì sao trong thời gian gần đây, nhiều trường hợp bé gái chỉ mới 3 đến 4 tuổi đã bị viêm âm hộ âm đạo? Quý vị đừng rời màn hình nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tin nóng. Thưa quý vị, nhiều người quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, thường mang đến những vận hạn xui xẻo. Vì thế, tập tục cúng cô hồn trong tháng này cũng được người dân thực hiện qua nhiều thế hệ và tiền vàng của cải lương thực cho đi sẽ mang lại nhiều phước cho gia đình. Và từ ngày hôm qua đến nay, tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận không ít cảnh tượng giật cô hồn không giống ai, khiến nhiều người ngán ngẩm. Không biết là người ta cúng cô hồn đã chết hay cho những cô hồn còn sống chen lấn nhau, giành giật bất chấp hiểm nguy và mất cả văn hóa ứng xử. Sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được. Chiều ngày 15 tháng 8, rằm tháng 7 âm lịch, một số công ty doanh nghiệp tư nhân ở khu chợ lớn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ cúng cô hồn theo phong tục truyền thống văn hóa của người Hoa. Do năm ngoái chỉ tổ chức cúng nhẹ nên năm nay ngôi nhà tại góc Phùng Hưng Trần Hưng Đạo quận 5 cúng rằm tháng 7 lớn hơn. Gia chủ đã chuẩn bị bao tiền lễ hơn cả chục triệu đồng để thực hiện nghi lễ. Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người có cả thanh niên, người lớn tuổi đã chờ sẵn trước cửa với những chiếc vật lớn mang theo, chờ giật đồ cúng và tiền cúng cô hồn. Gia chủ vừa cúng xong là nhiều thanh niên đã tranh nhau giật tiền cô hồn gây náo loạn cả khu phố. Thậm chí để có được tiền cúng cô hồn, nhiều thanh niên đã xô đẩy té ngã. Nhiều nhóm thanh niên còn bất chấp vượt rào, trèo tường để giành giật những đồng tiền lẻ cúng cô hồn. Còn tại tòa nhà trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, một số công ty doanh nghiệp cũng đã tổ chức lễ cúng cô hồn theo phong tục. Chính vì vậy, hàng trăm thanh niên có cả người lớn tuổi đã tập trung trước căn nhà này để chờ tranh nhau tiền lễ cúng cô hồn. Những hình ảnh xô đẩy chen lấn nhau để giành lấy tiền trong ngày cúng cô hồn hết sức phản cảm. Cùng với tập tục cúng cô hồn thì đốt vàng mã cũng là một trong những việc được nhiều người tiến hành trong tháng 7 âm lịch. Và năm nào cũng vậy, cứ đến tháng này thì nhiều vụ cháy nổ lại xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ việc đốt vàng mã. Năm nay chỉ trong 2 ngày là 14 và 15 tháng 7 âm lịch, chúng tôi liên tiếp ghi nhận đến 2 vụ cháy rừng lớn tại Nghệ An và Huế. Ghi nhận vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 8, tại khu rừng Bạch Đàn thuộc khối 1 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, xuất hiện đám cháy. Do trời nắng nóng cộng với gió to đã khiến lửa lan nhanh, thiêu rụi nhiều diện tích rừng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò và Ủy ban Nhân dân phường Nghi Tân đã huy động trên 500 người cùng các phương tiện khống chế đám cháy. Được biết, trong khu rừng bị cháy có nhiều ngôi mộ. Theo nhận định của một số người dân tại địa phương, có thể trước đó người dân đã vào rừng thắp hương, đốt vàng mã dịp rằm tháng 7 do bất cẩn nên đã gây cháy. Còn vào chiều ngày 15 tháng 8, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở rừng thông thuộc khu vực núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế. Theo người dân địa phương, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Ngọn lửa cũng uy hiếp trực tiếp đến đường dây điện 220 kV. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều 6 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do địa hình xung quanh là đồi núi khá hiểm trở, có nhiều mồ mả nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy. Hàng trăm người dân địa phương, bộ đội cùng với lực lượng của công ty truyền tải điện tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tham gia chữa cháy. Sau nhiều nỗ lực, đến 19 giờ 30 phút thì ngọn lửa cơ bản được khống chế. Được biết khu vực này là rừng thông cảnh quan. Nguyên nhân ban đầu được cho là người dân địa phương đốt hương vàng mã vào dịp rằm tháng 7 khiến cho lửa bám vào cỏ thông khô gây cháy rừng. Cộng thêm thời tiết hanh khô do nắng hạn kéo dài, ít mưa nên ngọn lửa khó bị khống chế. Sáng nay, người dân tại khu vực xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước với nhiều vết thương trên cơ thể. Cạnh đó là một nón bảo hiểm nằm bên bờ.
Danh tính nạn nhân được xác định là ông NVL, tên đã viết tắt, sinh năm 1969, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, ông L mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm đã nhiều năm và tại thời điểm phát hiện vụ việc, người dân không thấy xe máy của ông L đâu. Công an thành phố Hồ Chí Minh và công an huyện Bình Chánh đang điều tra theo hướng nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản. Theo một trinh sát thì mọi hành vi tiêu thụ xe máy không rõ nguồn gốc đều vi phạm pháp luật và xử phạt rất nặng, nên người dân không được mua bán và trao đổi hoặc sử dụng những xe này. Tiếp theo là một vụ tai nạn vô cùng thương tâm vừa xảy ra vào hôm nay tại một khu nhà xưởng nằm trên đường số 3, khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An. Sự việc khá hy hữu thưa quý vị, khi hai công nhân đứng tránh nắng dưới bức tường đang tháo dỡ thì bất ngờ bức tường đổ sập đè lên khiến cả hai người tử vong. Theo đó, sáng ngày 16 tháng 8, một nhóm công nhân tới dọn dẹp, tháo dỡ khu nhà xưởng để lấy đất xây căn hộ. Một lúc sau, hai nam công nhân đứng sát bức tường rào để tránh nắng. Bất ngờ bức tường đổ sập đè trúng hai người này. Phát hiện vụ việc, các công nhân khác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dỡ từng mảng bê tông kéo hai nạn nhân ra ngoài. Mặc dù được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong sau đó. Nhận thông tin, công an thị xã Dĩ An có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Được biết khu nhà xưởng này được một công ty bất động sản mua lại, đang tháo dỡ để chuẩn bị thi công thì xảy ra vụ việc. Hai nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Phương sinh năm 1975 quê Bạc Liêu và anh Đoàn Minh Khá sinh năm 1969 ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, từ trước đến nay thì việc trồng khoai mì vốn là để lấy củ bán. Thế nhưng thời gian gần đây ở tỉnh Hậu Giang, diện tích khoai mì bỗng dưng tăng lên đáng kể. Điều đáng nói là đa số cây trồng khoai mì là để lấy lá bán thưa quý vị. Theo thông tin chúng tôi được biết thì nguyên nhân là do gần đây lá khoai mì bất ngờ được mua với giá cao. Thế nhưng hiện các chuyên gia nông nghiệp lo ngại rằng người dân lại dính chiêu lừa của các thương lái. Sau đây là ghi nhận thực tế của chúng tôi. Theo nhiều người nông hộ trồng khoai mì bán lá ở Hậu Giang cho biết, trồng khoai mì không tốn nhiều chi phí đầu tư, có thể trồng xen với nhiều loại cây ăn trái. Từ khi trồng đến thu hoạch chỉ mất khoảng 3 tháng, sau đó cách 1 tháng rưỡi sẽ thu hoạch một lần, một năm thu hoạch khoảng 6 đợt với giá bình quân 1.300 đến 1.500 đồng một ký. Trừ hết chi phí thì 1.000 mét vuông trồng khoai mì bán lá một năm cho thu nhập hơn 8 triệu đồng. Mì nó quả này thứ nhất là nó dễ trồng, mình trồng xen với vườn cây đâu được. Thứ hai thì nó ít cái đầu tư. Hiện nhiều diện tích khoai mì ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang đã đến lứa thu hoạch nhưng không có thương lái đến thu mua. Bên cạnh đó, người trồng khoai mì cũng khá mập mờ về các thông tin lá khoai mì được mua về để làm gì. Việc trồng và bán chỉ dựa trên thỏa thuận miệng giữa người dân và thương lái, chưa có bất kỳ hình thức bao tiêu liên kết nào. Thưa quý vị, đây là hội trường của Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, có tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng mới hơn nửa năm thì cách nay vài ngày đã bất ngờ sập đổ mái. Sự cố xảy ra tuy không gây thiệt hại về người nhưng khiến người dân sống ở địa phương này hoang mang, nhất là cán bộ nhân viên đang làm việc trong khu hành chính Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngã Sáu. Đang nói sau khi sự cố xảy ra, không ai nhận trách nhiệm. Phía công ty thi công nói đã làm theo đúng bản vẽ của chủ đầu tư. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Đây là cảnh tượng ngổn ngang đổ nát của khung sắt bê tông, ngói, bàn ghế sau sự cố sập hội trường Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngã Sáu. Hiện lực lượng công an đang bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập. Trường sập là hội trường lớn và một cái hội trường nhỏ trên lầu. Thì nói chung thì đối với công tác của địa phương thì họp thì cũng thường xuyên. Do đó nhưng mà khi mà xảy ra sự cố thì trước cái sự xảy ra sự cố thì nó cũng không có dấu hiệu gì. Do đó thì đặc biệt thì xảy ra vào ngày thứ Bảy. Do đó thì nó cũng không có ảnh hưởng về cái tính mạng con người. Tập xuống một cái thôi chứ cũng không có cái dấu hiệu gì chuyển biến gì trước. Do đó là nó sập bất ngờ. Sự cố vậy thì nói chung thì tâm lý thì cán bộ cũng hơi lo lắng. Nhưng mà đặc biệt thì đối với cái hội trường này thì cái kết cấu của hội trường thì nó khác với cái kết cấu của trụ sở chính. Do đó thì qua cái này tụi tôi cũng có họp anh em cán bộ công chức để cũng có cái thông báo tình hình người tác động cho anh em cũng an tâm.
Khu hành chính Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngã Sáu có thời gian xây dựng 3 năm, tổng diện tích gần 4.500 m², tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án huyện Châu Thành làm chủ đầu tư. Trong đó, nguồn vốn từ nguồn thu đấu giá, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, trụ sở thị trấn Ngã Sáu là 11,3 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Sau khi có cái thông tin là sập cái máy của cái hội trường của thị trấn Ngã Sáu thì đối với huyện thì về phía huyện tôi cũng đã xuống tới hiện trường để kiểm tra, đồng thời là cũng đã có báo cáo về tỉnh. Thì hiện nay thì các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đang kiểm tra khi đối với cái việc sập này, và khi có những cái kết quả cụ thể thì chúng tôi sẽ thông báo thêm với các cơ quan báo chí. Được biết trong ngày hôm nay, Bộ Xây dựng cũng đã cử đoàn công tác về làm việc với địa phương, các đơn vị có liên quan đến việc xây dựng hội trường và các ban ngành chức năng của tỉnh để từng bước xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố. Về phía địa phương, những ngày tới bên cạnh việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát trong lĩnh vực xây dựng, lãnh đạo huyện cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra những công trình được đưa vào sử dụng gần đây. Nếu phát hiện có vấn đề trong thiết kế thi công thì sẽ có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Vào giữa tháng 5 năm 2018, vườn cao su 5 năm tuổi của một hộ dân ở xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh bị kẻ xấu dùng dao chặt gãy ngang thân. Đầu năm 2019, thì hàng loạt cây cao su của công ty Vina Cà Phê đang trong thời kỳ khai thác mủ bị khoan lỗ, nghi đổ hóa chất làm chết cây. Rồi 4,2 hectare mía trái vụ của một hộ dân cũng bị kẻ xấu đốt cháy. Và gần đây nhất là 15 hectare rừng keo của một hộ dân tự dưng bốc cháy, 4 hectare cao su gần đó bị chặt sát gốc cây, gây thiệt hại lớn về tài sản. Nghi ngờ có kẻ phá hoại về kinh tế, hiện công an địa phương đang vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo ông Công Nguyên Lâm, người sở hữu 15 hectare keo 5 tuổi tại Buôn Quen, xã Ea Ba, huyện Sông Hình. Vào lúc 11 giờ trưa ngày 13 tháng 8, gia đình ông phát hiện một góc vườn keo của mình bỗng dưng cháy lớn. Nhờ lực lượng chức năng của xã Ea Ba cùng với người nhà có mặt kịp thời nên ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên khi kiểm tra lại vườn keo, ông Lâm phát hiện có tới 6 điểm cháy khác cách xa nhau tại vườn. Là nó bị bất cẩn lửa nó cháy, nhưng mà khi mà phát hiện ra trong chữa cháy dập tắt xong rồi đi trong đám á là rất nhiều chỗ, tới 6-7 chỗ người ta đốt thì kêu là đúng năm khai thác rồi, nhưng mà chờ mưa xuống thì mình mới lột gió được. Bây giờ nó khô lột không được mà trong thời điểm mới đốt cháy là chú nghĩ không thể bán được, lột không chạy bán không được, thiệt hại là nằm khoảng cỡ 8-900 triệu đó. Hoang mang hơn, ngay chiều cùng ngày, ông Lâm phát hiện diện tích gần 4 hectare cây cao su khoảng 3.000 cây 2 năm tuổi gần đó cũng bị chặt không thương tiếc, vết chặt sát sát gốc không thể phục hồi. Với kinh nghiệm trồng cao su nhiều năm, ông Lâm cho biết để chặt diện tích lớn như vậy trong một đêm, cần khoảng từ 4 đến 6 người thực hiện. Tính giá trị đầu tư cao su lên đến 2 năm tuổi chi phí khoảng 70.000 đồng một cây. Thành chú đi vô thẳng trong viện nghiên cứu cây cao su miền Nam, chú lấy giống mới, giờ đầu tư rất mạnh, đầu tư năng lắm. Thành cây vườn mới có 2 năm tuổi nhưng mà cây rất to, rất lớn. Đó, thì đầu tư công sức chú bỏ nhiều lắm, giờ không tính hết được. Theo nhận định của địa phương thì đây là việc là đối tượng là mang tính chất cố ý phá hoại tài sản của công dân. Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ, đem lại cái niềm tin cho gia đình và nhân dân, tránh ra gây cái sự hoang mang để mà đảm bảo cái vấn đề sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Phá hoại tài sản rừng trồng liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện Sông Hinh, và các vụ việc này đều được cơ quan công an điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ, giúp người dân yên tâm sản xuất. Quý khán giả, trong thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều trường hợp bé gái bị viêm âm hộ âm đạo kéo dài, và chúng tôi tin chắc rằng nguyên nhân của những trường hợp này sẽ làm quý vị phụ huynh phải giật mình. Và để hiểu rõ thực hư ra sao, ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện cảnh giác hôm nay. Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp nhận một trường hợp bé gái 4 tuổi đến khám do hết tình trạng viêm âm đạo âm hộ kéo dài. Em đã được điều trị nội khoa tại các bệnh viện tuyến trước, nhưng tình trạng bệnh không giảm. Dùng âm hộ âm đạo viêm đỏ tiết dịch hôi thối. Qua thăm khám siêu âm bụng, bác sĩ nghi ngờ bé bị viêm âm đạo kéo dài do dị vật. Cùng ngày nhập viện, bé được nội soi âm đạo để tìm dị vật. Kết
kết quả kiểm tra cho thấy trong âm đạo bé có dị vật là mảnh bông gòn dính vào thành âm đạo, chim đỏ, nhiều bổ đục, hồi. Sau khi được bác sĩ lấy dị vật bơm rửa âm đạo, bệnh nhi đã ổn định và xuất viện. Trẻ nhỏ tò mò hiếu kỳ nhét dị vật vào âm đạo gây viêm nhiễm, không phải là trường hợp hiếm. Trước đây bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đã từng tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp dị vật trong âm đạo ở trẻ em như viêm bi, thổi son, nút áo. Trẻ mà từ 3 tới 8 tuổi mà viêm nhiễm âm hộ, viêm ngứa âm hộ thì khám ở Nhi Đồng 2 cũng tương đối nhiều. Nguyên nhân thường gặp là do bé thơ quan sát thấy mẹ nhét thuốc đặt hậu môn cho con á, thì bé bắt chước bắt nhét vào. Trong số những nguyên nhân đó thì cái nguyên nhân là do cái con dung kim trong đường tiêu hóa sau khi nó bò ra hậu môn á, thì nó sẽ chui vào trong âm đạo và nó gây viêm nhiễm trong âm đạo. Sau khi nó viêm nhiễm trong âm đạo nó sẽ làm cho bé ngứa và bé tái máy, bé sẽ dùng nhét dị vật vào. Theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2, đối với những trường hợp nghi ngờ dị vật trong âm đạo ở bé gái, nội soi âm đạo thám sát gấp dị vật là tốt nhất vì quan sát rõ được bên trong. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, dị vật này sẽ là nguyên nhân gây viêm nhiễm chảy máu âm đạo kéo dài ở trẻ, đôi khi gây nhiễm trùng nặng, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản về sau. Phụ huynh phải cẩn thận theo dõi con kỹ. Nếu có dấu hiệu là bé than ngứa hậu môn trằn trọc vào ban đêm và ngứa vùng hậu môn, khi mà mình phát hiện thấy con mình ngứa ngáy vùng hậu môn vào ban đêm, đó là những dấu hiệu bị nhiễm trùng kim, thì mình nên đưa tới khám cơ sở y tế nhi khoa gần nhất thì khám kịp thời để phát hiện và điều trị đúng lúc. Các chuyên gia khuyến cáo các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý đến trẻ, nhất là ở độ tuổi từ 3 đến 6, tuổi mẫu giáo. Ở giai đoạn này, trẻ rất hiếu động, tò mò tự mình tìm hiểu thế giới xung quanh. Trẻ cần được quan sát kỹ lưỡng, chơi những đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Cái chuyện mà khám phá rồi là tìm hiểu về giới tính của mình đó, sử dụng các cái vật như dép vô âm đạo này, rồi dép vô đường tiểu của nam này, ví dụ vậy. Không những mà các bé dép vào đó không đâu, có những bé là lấy cái đồ chơi của mình dép vào mũi, vào tai, vào lỗ tai, và đôi khi là dép cả vào lỗ rốn nữa. Thì nó rất là các bé là đang tò mò, đang khám phá. Do vậy cho nên là có một cái lời khuyên đối với phụ huynh, đó là khi mà cho các bé chơi đó, các cái đồ chơi trong gia đình, đặc biệt là còn nhỏ, thì chúng ta để xa những cái vật dụng mà nguy hiểm dẫn đến cho bé. Các đồ chơi của bé cũng vậy, là không quá nhỏ và không quá trơn, bởi vì nó dễ lọt vô. Ví dụ có một số bé là có những trường hợp là các bé dét những cái viên bi vào mũi, cuối cùng ra là bị nghẹt đường thở. Chúng ta cũng phải đi học một số cái cách để sơ cấp cứu. Ví dụ là các bé mà đã dét đồ vật vô đường thở thì chúng ta phải làm sao? Nếu mà dét vào âm đạo thì chúng ta phải làm gì? Hoặc dét vào đường tiểu thì chúng ta phải xử trí ra sao? Thì đấy là một chúng ta phải đi học cái cách để chúng ta bảo vệ con em của mình, hoặc là sơ cấp cứu ban đầu để tránh những trường hợp gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu như chúng ta không nói thẳng, không nói thật, không đáp ứng được cái thỏa mãn cái câu hỏi của các bé, thì lúc đó các bé sẽ tự đi tìm hiểu, tự tò mò. Và khi mà tự tìm hiểu như vậy đó, nó sẽ gây ra một số cái tai nạn mà chúng ta đã thường biết rồi. Có thể là nữ thì có thể bị rách màng trinh, nam thì bị viêm nhiễm niệu đạo, thì chúng ta đã biết rồi. Do vậy cho nên là chúng ta nên nói thẳng, nói thật, đó là một trong những cái tốt nhất. Mà đặc biệt là chúng ta làm sao để thỏa mãn được. Dĩ nhiên là có nhiều cách, nhiều phương pháp khác nhau, nhưng mà làm sao mà chúng ta thỏa mãn được cái câu hỏi của các bé thì lúc đấy nó mới tránh được cái tai nạn bất đắc dĩ cho các bé. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng trong khung giờ này vào ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Long An để theo dõi những thông tin nổi bật diễn ra ở khu vực miền Tây và cả nước.